Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc Minh Ngọc Cuộc sống Mỹ. Quý vị ơi, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ quý vị một cái thông tin rất là mới chính thức được tải lên cái trang của EDD của tiểu bang California và Ngọc cũng cảm ơn một bạn khán giả đã gửi cái tin này cho Ngọc. Thì sau khi nhận được cái tin của bạn thì Ngọc vào cái trang uh, EDD thì Ngọc cũng có những cái thông tin chính thức để chia sẻ cho các bạn. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 8 nha quý vị. Nếu như quý vị vào cái newsroom của EDD tiểu bang California thì các bạn sẽ thấy cái thông báo mới này được đưa ra vào ngày 27 tây tháng 8 thì nó rất là mới tin nóng luôn quý vị ha nóng hổi luôn á thì Ngọc cũng hy vọng là quý vị sẽ tìm thấy những cái thông tin hữu ích Ngọc chia sẻ trong cái video này nếu quý vị chưa đăng ký kênh hãy cho Ngọc một cái đăng ký nha quý vị và hãy like, share để ủng hộ Ngọc và cũng như là giúp đỡ những người khác để có những thông tin cập nhật nếu như người ta đang muốn tìm hiểu về những cái thông tin chính thức từ EDD và Ngọc biết là kênh của Ngọc có rất là nhiều anh chị em cô chú là đang ở California nè, cho nên là hy vọng mọi người sẽ có được những cái thông tin cập nhật và cái thông tin này nó có bao gồm nhiều nội dung nội dung thứ nhất là người ta thông báo là hiện giờ Cali đã chi khoảng là 70 tỷ đô la Mỹ cho cái tiền trợ cấp thất nghiệp kể từ khi cái đại dịch này xảy ra, tức là kể từ tháng 3 năm 2000 trăm. 20 đến bây giờ người ta đã chi tổng cộng là 71 tỷ đô la Mỹ cho cái tiền trợ cấp thất nghiệp thôi đó quý vị ha. Nó con số rất là rất là lớn bởi vì Cali là cũng một cái tiểu bang lớn mà thì quý vị biết là so sánh với năm 2010 là cái đợt Great Recession cái đợt trước á, cái đợt khủng hoảng kinh tế đợt trước là người ta chỉ có chi là 68 triệu cho năm 2010 thôi mà năm 2020 á, người ta không có tính tiền triệu nữa quý vị mà người ta tính tiền tỷ đó là 71 tỷ và cái con số này là nó gấp 967 phần trăm không phải là gấp 2 gấp 3 mà gần 1.000 phần trăm nói vậy thì con số nó rất là lớn và quý vị thấy là ở đây cali người ta cũng nói là một cái ngày như vậy á là người ta trong cái thời gian mà tuần vừa rồi mỗi ngày như vậy người ta chi là khoảng 724 triệu đô la mỹ cho cái tiền trợ cấp thất nghiệp từ EDD đó một cái con số rất là lớn đây là một tiểu bang thôi nha các bạn à, tiểu bang cali thì nó cũng lớn hơn rất là nhiều những tiểu bang khác nhưng mà đây là con số cho một tiểu bang thôi còn những cái tiểu bang khác thì có thể là con số nó khác và quý vị biết không, cái chương trình LWA này nó có một điều kiện khác so với cái chương trình tiền trợ cấp thất nghiệp theo cái đạo luật CARES Thì cái nội dung này là theo cái nội dung của sắc lệnh mà Tổng thống Trump đã ký vào ngày 8 tháng 8. Thì người ta nói là nếu như mà bạn muốn đủ điều kiện thì bạn phải đáp ứng hai điều kiện sau đây. Quý vị biết là Cali là người ta đã được chấp thuận là 4.5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho cái chương trình 300 trên tuần này đúng không quý vị? Và quý vị cũng biết là Cali là cho 300 trên tuần trong vòng 3 tuần thôi. Nếu như mà người ta còn tiền nữa thì người ta sẽ xét duyệt những cái tuần thứ tư, tuần thứ năm, tuần thứ sáu nhưng mà hiện giờ chỉ được 3 tuần thôi quý vị nha. Đây nè, người ta nói chính thức là 3 tuần, mỗi tuần là 300 thôi. Và quý vị biết không? Quý vị phải đủ điều kiện nha, không đủ điều kiện quý vị sẽ không có được 300 trên tuần. Và điều kiện để mà nhận được cái tiền 300 trên tuần này, bạn phải hội đủ hai điều kiện cơ bản và hai điều kiện đầu tiên. Đó là thứ nhất, bạn phải nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang California là 100 đồng trở lên, tức là 100 đồng cũng được và lớn hơn 100 đồng cũng được nhưng mà bạn tính cái tiền này là cái tiền trước thuế nha các bạn thì bạn sẽ đủ điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là bạn phải certify và bạn phải uh, chọn cái uh, À, lý do mà bạn nghỉ việc thì cái lý do bạn nghỉ việc hoặc là lý do mà bạn bị giảm giờ làm thì bạn phải có cái lý do đó là bởi vì cái đại dịch này ví dụ như là trực tiếp hay là gián tiếp gì đó nhưng mà bạn phải có cái lý do bởi vì cái đại dịch covid 19 này thì bạn mới đủ điều kiện như vậy đó là hai điều kiện quý vị nha hai điều kiện thứ nhất là phải nhận ít nhất là 100 trước thuế. Điều kiện thứ hai là phải bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch này hoặc là quý vị bị mất việc hoặc là quý vị bị giảm giờ làm. Đó, thì quý vị cũng nên nhớ đây là hai cái điều kiện rất là quan trọng bởi vì nhiều khi các bạn hỏi là vì sao mình không có được nhận 300 thì cũng coi lại thử mình có đủ điều kiện không. Khi mà mình certify như vậy mình có chọn cái cái chỗ là nói là mình nghỉ việc hoặc là mình bị giảm giờ làm do cái covid này không có do cái covid 19 này không đúng không, quý vị đó thì quý vị nhớ nha và người ta nói là bây giờ người ta sẽ gửi tiền bắt đầu gửi tiền vào ngày 9 ngày 7 tây tháng 9 và người ta nói là người ta sẽ bắt đầu gửi tiền vào ngày 7 tây tháng 9 như vậy sẽ trả lời được câu hỏi là khi nào Kali có tiền đúng không vậy? Kali các bạn sẽ có tiền về tài khoản của mình bắt đầu ngày 7 tây tháng 9 quý vị nha hôm bữa trước thì ngọc hy vọng là cuối tháng 8 nhưng mà bây giờ theo cái thông tin này là 7 tây tháng 9 quý vị ơi đó là cái câu trả lời cho các bạn hiện giờ đang phân vân và đang muốn biết là tiểu bang california khi nào có cái tiền 300 này về tài khoản của các bạn thì người ta nói là bắt đầu từ ngày 7 tây tháng 9 và người ta sẽ chia làm hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là dành cho những ai đã cung cấp thông tin, đã khai báo thông tin và đã nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ Cali à, kể từ cái ngày 26 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8, tức là trong vòng 3 tuần đúng không quý vị? Nếu như bạn đã nhận được tiền của 3 tuần này rồi, thì người ta sẽ bắt đầu xét hồ sơ coi thử bạn có à, nghĩ do cô COVID-19 hay không, bạn có bị giảm giờ làm do COVID-19 hay không? Thì nếu như bạn thuộc những cái trường hợp này thì bạn sẽ được cộng thêm 3 thêm 300 trên tuần nữa nha quý vị. Như vậy là nếu như bạn certify rồi, bạn nhận được 100 đồng trở lên rồi À, thì người ta coi lại cái điều kiện thứ hai là bạn có phải bị ảnh hưởng do covid không thì người ta sẽ xiết cho bạn và được cộng 300 từ cái tuần của ngày 26 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 nha quý vị đó đó là ba tuần tuần thứ nhất tuần thứ hai tuần thứ ba còn à, sau đó thì người ta sẽ giải quyết sau bây giờ chỉ là ba tuần thôi và cái giai đoạn thứ hai là dành cho những ai dành cho những người mà chưa có cái cơ hội để mà người ta vào, người ta indicate là người ta khai báo là bị mất việc do đại dịch hoặc là có những cái lý do gián tiếp hoặc là các bạn bị giảm giờ làm do cái đại dịch này. Và nếu như mà các bạn vào, các bạn khai báo thì các bạn vẫn đủ điều kiện nhưng mà hiện giờ các bạn không có khai báo được. Thứ nhất là do bạn không có biết hay là do bạn uh, bị bị sai, khai báo bị sai hoặc là do bị trục trặc cái hồ sơ gì đó thì bạn chưa có làm điều này thì các bạn có một cái cơ hội nữa, các bạn vào các bạn chỉnh sửa lại. Thì hiện giờ người ta nói là cái những cái trường hợp này người ta sẽ giải quyết sau các bạn nha và bạn sẽ được nhận cái email hoặc là cái tin nhắn hoặc là một cái thư từ edd gửi về cho bạn thông báo là bạn phải vào bạn certify cho cái chương trình này nhé quý vị thì quý vị để ý kiểm tra thông tin và cũng như cập nhật cái thông tin của mình trên cái hồ sơ online để người ta gửi về đúng địa chỉ người ta gửi về đúng email nha các bạn đó thì ngọc cũng xin lưu ý quý vị như vậy và ở đây người ta cũng nói là nếu như mà hồi trước bạn nhận một cái thư là không đồng thì bây giờ người ta sẽ gửi ra một cái email notification à, dành cho những ai mà nhận không đồng. À, thì người ta nói là nếu như mà bạn nộp đơn cho cái chương trình UI trước ngày 28 tây tháng 4 năm 2020 và bạn nhận cái giấy báo là không đồng và bạn chưa có nhận được cái tiền từ chương trình UI hay là PUA thì bạn có một cái cơ hội nữa là bạn sẽ nhận được một cái lá một cái email notification tức là người ta sẽ thông báo cho bạn về cái chương trình này quý vị nha ví dụ như là bạn nhận UI theo w chưa bình thường hoặc là bạn nhận PUA cho những ai là chủ doanh nghiệp những ai là tự làm chủ hoặc là những cái người, 1099 independent contractor, những cái người mà trong vòng 18 tháng qua không có nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị sẽ có một cái cơ hội để mình vào mình xin để mình được nhận cái chương trình 300 trên tuần này quý vị nha. Vậy quý vị lưu ý là kiểm tra cái email của mình. Nếu như mà quý vị vào cái email của mình không có thấy gì hết thì quý vị nhớ kiểm tra hộp thư rác nha. đó thì đó là người ta nhắc nhở mình như vậy. Và đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị những thông tin cập nhật mới. À, quý vị thấy cái khán giả kênh của Ngọc rất là tuyệt vời quý vị ơi. À, Ngọc vừa tải lên cái video thì cái thông tin á nhiều khi mình làm từ chiều đến giờ nó chưa xong cái video lúc mà mình làm xong á thì lại có cái tin mới cho nên là mình phải cập nhật liên tục còn nếu như quý vị thấy mà ngọc cập nhật liên tục mà cùng với chủ đề thì quý vị thấy phiền thì quý vị cứ vào coi thử cái chủ đề ngọc nói cái gì nếu như quý vị quan tâm đến cái chủ đề đó thì quý vị click vào quý vị coi và nếu như quý vị không coi thì cũng không có sao quý vị nha thì ngọc hy vọng quý vị sẽ like share cái tin này để mọi người sẽ biết đến cái tin cập nhật mới này và hy vọng quý vị sẽ đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc và nếu như chúng ta ai đang quan tâm đến thị trường chứng khoán và muốn mở tài khoản để mua và bán cổ phiếu thì các bạn có thể vào tham khảo cái app Weibo. Thì nếu như quý vị mà đăng ký và tải cái app này về có thể quý vị sẽ nhận được hai free stock hai cái cổ phiếu miễn phí trị giá khoảng là 10 đồng 12 đồng có người thì nhận là cổ phiếu giống như là một trăm mấy chục đồng thì cũng không có chừng nhưng mà trung bình quý vị có thể nhận là hai chục đồng tiền uh, quy ra tiền thì hai chục đồng nhưng mà quý vị sẽ nhận được hai cổ phiếu miễn phí quý vị nha thì ngọc cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bye bye nào